Arsenal tiếp tục kéo dài mạch bất bại của mình ở mùa giải này lên con số 9 khi dễ dàng đả bại Bournemouth 4 bàn không gỡ. Những nghi ngờ về việc sức mạnh lực lượng trước trận là có, tuy nhiên các phóng viên vẫn ghi nhận hình ảnh của William Saliba, Bukayo Saka, Leandro Trossa, Declan Rice và Fabio Vieira đều di chuyển cùng toàn đội đến sân của Bournemouth. Sau cùng, tất cả đội hình dự đoán trước đó đã hoàn toàn việt vị khi trang chủ Arsenal công bố những người tiền xuất phát ngay từ đầu. Saliba, Rice, Saka đều đá chính bất chấp hôm thời người Tây Ban Nha tuyên bố cả ba vắng mặt trong buổi tập gần nhất. Martinelli không được đăng ký và Trossa cũng như Fabio Vieira trở lại bằng ghế dự bị. Với sự áp đảo của dàn nhân sự nhỉnh hơn, Arsenal không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và sớm có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 17 do công của Bukayo Saka. Với pha lập công vào đêm qua, cầu thủ người Anh đã cán mốc 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 9 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này. Trong khoảng thời gian còn lại, các vị khách dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa do công lần lượt của Martin Odegaard, Kai Havertz và Ben White. Ngay sau đây, hãy cùng mình điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau màn dạo chơi đêm qua của các pháo thủ. Một, bão chấn thương ảnh hưởng. Cùng với Chelsea và Man United, Arsenal là đội bóng còn lại trong nhóm Big Six đang bị tàn phá nặng nề bởi những ca chấn thương. Gabriel Martinelli và Leandro Trossa là hai cái tên mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh, trong khi Bukayo Saka cũng gặp phải vấn đề nhỏ trước trận. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh vẫn ra sân thi đấu và được thay thế bởi Fabio Vieira cuối trận. Mặc dù vậy, Saka cũng bước đi tập tễnh và Mikel Arteta sẽ thêm một lần đấu đầu với bài toán nhân sự. Sau trận đấu, ông thầy người Tây Ban Nha xác nhận Saka bị đau sau một tình huống va chạm khá mạnh. Ông chưa nói chuyện với cậu học trò và phải đợi phân tích của đội ngũ y tế. Ngoài ra, Arteta cũng tiết lộ Gabriel Jesus cảm thấy không thoải mái ở chân của mình trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về tình trạng của hai cầu thủ này. Bên cạnh đó, Leandro Trossa được chẩn đoán gặp một vấn đề ở gân khoeo vào cuối tuần trước nhưng đã trở lại bằng ghế dự bị vào đêm qua. Arteta xác nhận ông không muốn mạo hiểm với Martinelli và Trossa, đồng thời bỏ ngỏ khả năng ra sân của hai cầu thủ này ở màn đại chiến với Man City vào tuần sau. 2. Lỗi phổ tiền đạo cắm. Vắng đi Martinelli và Trossa, Gabriel Jesus được đẩy sang hành lang trái trên như một cầu thủ chạy cánh, còn Eddie Nketiah là người được thế vào vị trí trung phòng. Cả hai dù đã chơi rất nỗ lực nhưng cũng không thể có riêng cho mình một bàn thắng nào. Nketiah vẫn rất xông xáo và có pha kéo bóng rất hay ở tình huống ghi bàn thắng đầu tiên của Bukayo Saka. Sau đó, tiền đạo người Anh cũng mang về một quả penalty để giúp Martin Odegaard nhận được cách biệt. Tuy nhiên, chân sút số 14 vẫn có nhiều pha xử lý thiếu cảm giác dẫn đến mất bóng, qua đó làm cơ hội trôi qua dù bàn thắng đã rất gần. Còn với Jesus, anh thiếu đi sự tinh tế trong những tình huống kết thúc, dù trong khoản hỗ trợ là bóng và pressing đầm cao, cú sút của Man City vẫn rất xuất sắc. Bất chấp việc huấn luyện viên Mikel Arteta tuyên bố Jesus đã quen với vai trò tiền đạo cánh, tuy nhiên qua hai trận đấu vừa qua phải chơi ở vị trí không phải giỏi nhất. Ngôi sao người Brazil chưa thể làm người hâm mộ pháo thủ yên tâm khi vắng đi hai ngòi nổ ở đường biên là Gabriel Martinelli và Leandro Trossa. Cần nhớ rằng, yêu cầu quan trọng nhất của một tiền đạo vẫn là ghi bàn, và nếu không thể làm tốt điều đó, đội bóng sẽ sớm xảy ra vấn đề. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ở xứ sương mù cho rằng Arsenal đang nhắm đến Ivan Toney, người sẽ trở lại vào tháng 1 sang năm sau án phạt cấm thi đấu từ FA. Brentford cũng rất cười mở ở thương vụ này khi tuyên bố sẽ để trụ cột của mình ra đi chỉ với giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, pháo thủ sẽ phải cạnh tranh với Chelsea vì The Blue cũng đang được liên hệ với Beto người Anh. 3. Ơn giời, cái công chúa đã ghi bàn rồi. 007 đã vô tình trở thành biệt danh mới của tiền đạo người Đức khi anh không thể có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 7 trận ra sân cho Arsenal. Bất chấp những đóng góp về mặt lối chơi cho pháo thủ, dáng trẻ có phần hời hợt và ngôn ngữ cơ thể trông khá yếu ớt khiến Kai luôn trở thành tâm điểm của sự chỉ trích của người hâm mộ. Chính vì vậy, một bàn thắng hay thậm chí chỉ một đường truyền dọn cô cho đồng đội hứa hẹn sẽ giúp Havertz cải thiện rất nhiều trong hoàn cảnh hiện tại. Hiểu được điều đó, các đồng đội đã tạo rất nhiều điều kiện để Kai tỏa sáng. Bằng chứng rõ nhất đến ở phút 52 trận đấu đêm qua, Arsenal được hưởng quả penalty thứ 2 trước Bournemouth và Bukayo Saka tiếp tục nhường lại cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Sau khi đội trưởng Martin Odegaard nhận được phần quà này trong hiệp 1, tới lượt Kai Havertz được cầu thủ sinh năm 2001 trao thưởng. Đặt bóng lên chấm trắng, người hâm mộ có thể cảm nhận rõ sự áp lực của Kai. Cậu hiểu rằng sẽ không thể có cơ hội nào tốt hơn cho mình để giải tỏa cơn khát bàn thắng. Tuy nhiên, trái ngược với không khí căng thẳng trước đó, Kai tung ra cú đơn lòng nhẹ nhàng đánh lừa hoàn toàn thủ thành đội chủ nhà, qua đó giúp pháo thủ dẫn trước 3-0 chỉ sau hơn 50 phút. Công chúa của chúng ta không ai mừng quá cuồng nhiệt, anh chạy đi trước sự vây giáp của những người đồng đội. Những con người chỉ trực chờ có ai ghi bàn là sẽ lao tới và vút tới tấp vào đầu người đó. Trong khoảnh khắc có phần xấu ngủ và ngượng ngùng của Kai, đội trưởng Martin Odegaard đã đẩy Havertz về phía cổ động viên pháo thủ ở một góc khán đài để anh có thể chia vui cùng với họ. Khu ghế của người hâm mộ Arsenal đứng cả dậy, hát vang Waka Waka để chúc mừng cho Kai. Đáp lại sự nhiệt tình đó, tiền đạo người Đức chỉ biết nở một nụ cười rạng rỡ, tung một cú đấm vào không trung như để xóa tan áp lực đang vỗ vây mình.
Anh hiểu rằng những người đồng đội và người hâm mộ đã chờ đợi phút giây này của anh lâu lắm rồi. Họ muốn anh được hạnh phúc và xứng đáng với số tiền mà đội đã bỏ ra để mang anh về. 4. Pháo thủ vẫn quá bá đạo khi xa nhà. Trận thắng 4-0 trước Bournemouth đêm qua giúp Arsenal trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Premier League chạm mốc 650 trận thắng, chỉ sau Manchester United với 729 trận thắng. Ngoài ra, pháo thủ cũng trở thành đội bóng Premier League duy nhất còn bất bại trên tất cả các đấu trường. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là thành tích thi đấu đáng nể của pháo thủ mỗi khi phải đến làm khách. Tính đến thời điểm này của mùa giải, thầy trò Mikel Arteta đã có 4 trận thi đấu trên sân của đối thủ và họ thắng cả 4, ghi 7 bàn mà không thủng lưới bàn nào. Phong độ này hoàn toàn trái ngược với những gì Arsenal được đá trên sân nhà. Thống kê chỉ ra ở Emirates, các pháo thủ đã thủng lưới tới 6 bàn chỉ sau 4 trận, một con số rất đáng báo động với đoàn quân áo đỏ trắng. Vào tuần sau, Arsenal sẽ có chuyến bay xa xôi tới nước Pháp để làm khách trước Lens tại Champions League. Sau đó họ sẽ quay về thánh địa Emirates để tiếp đón nhà đương kim vô địch Man City tại vòng 8 Premier League. Hy vọng đội bóng của Arteta sẽ tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng mỗi khi phải xa nhà trước Lens và cải thiện khả năng phòng ngự trên sân nhà trước đoàn quân đang tổn thương của Pep Guardiola. Ở buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng có những cập nhật liên quan đến tình hình chấn thương trong đội, đặc biệt là vấn đề của Bukayo Saka. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho hay: Saka đã có một pha va chạm khá mạnh với đội bạn, nên tôi không biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào vì tôi chưa có cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Nhưng hy vọng chúng tôi sẽ có thể đưa Saka trở lại và mọi thứ sẽ ổn. Với Jesus, tôi nhìn thấy cậu ấy đi khập khiễng trong phòng thay đồ, tuy nhiên phải đợi đội ngũ y tế kiểm tra và đưa ra quyết định chính thức. Ngoài ra, ông thầy 41 tuổi cũng không quên gửi những lời chúc mừng dành cho cậu ông trò Kai Havertz. Tôi thực sự vui mừng khi Arsenal giành chiến thắng. Các cầu thủ khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi vui khi các fan hâm mộ động viên Kai Havertz. Cậu ấy xứng đáng với điều này. Bàn thắng đó sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ đặt dấu hỏi về Havertz. Giành chiến thắng nhẹ nhàng mà có thể giúp Kai Havertz thông lòng tại đội bóng mới. Bên cạnh đó là việc những đối thủ trực tiếp như Man City hay Liverpool xảy chân. Có thể nói hôm nay là một ngày trọn vẹn với các cổ động viên Arsenal. Chỉ ít là trước khi họ nhận được tin tức chính thức về vấn đề của Saka và Jesus. Dù vậy hãy cứ vui đi đã. Pháo thủ đã áp sát ngôi đầu của Man Xanh và hẳn đoán quân của Pep đã cảm nhận được hơi nóng từ thành London phía sau lưng mình. Chỉ một điểm ít hơn và hai đội sẽ chạm trán nhau sau đây đúng một tuần. Rất có thể đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 8 Premier League. 9 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa và nhiều người mơ mộng đã bắt đầu nghĩ tới việc tái hiện mùa giải Invincible huyền thoại của những bậc tiền bối. Tuy nhiên người hâm mộ hãy cứ bình tĩnh, chúng ta có quyền vui, quyền hạnh phúc và được gáy vang trời ngay bây giờ. Nhưng đừng quên giữ đôi chân của các cầu thủ ở trên mặt đất. Bởi chỉ có thế mới giúp đội bóng vững vàng tiến từng bước chạm tới ngôi vương, nơi không có dấu chân dành cho những kẻ chủ quan và ngạo mạn. Sau tất cả, hãy tận hưởng chiến thắng vừa rồi một cách trọn vẹn nhất, sau đó về nhà, hồi phục và trở lại với Champions League, với con nối Man City đang chờ đợi ở phía trước. Come on you, Gunners!